về đi số 1 nha. Hoàn cảnh là đầu óc không được bình thường, cho nên là sống cô độc một mình. Nhà cửa thì cũng là do bản làng, ăn uống thì cũng do bản làng tương trợ, chứ cũng không, vì đầu óc không bình thường cho nên không tự mình có thể làm được mọi việc. Thì hôm nay đoàn đến thăm thì cũng gửi tiền để cho bản sửa sang lại thì nhà cửa. Thế thì thôi, cái này giao lại cho bản nhé, rồi bản để bản giúp đỡ. Nguyện cho mọi người biết yêu thương nhau, biết chia sẻ nhau, nhiều đời nhiều kiếp thì tu cho Phật pháp nhé. Xin chào cả nhà. Thank you.